Xin chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha Thì còn vài ngày nữa thôi là mình chuẩn bị dịch đón Giáng sinh rồi anh chị Và tầm 7-8 ngày nữa là qua năm mới, bước sang qua năm mới Thì em Điền cũng xin chúc cho cô chú chị có một cái Giáng sinh an lành Và chuẩn bị đón một cái năm mới thật là nhiều sức khỏe nha Thì hôm nay em Điền thì đang đứng trên trục đường này là trục đường liên xã anh chị à, hiện tại em đang có mặt ở tại xã hòa hội huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu đó đường này đường liên xã là có nghĩa là đường này liên xã liên giữa xã hòa hội và xã bình châu anh chị ha đó thì à, câu chuyện cuối năm thì à, chắc cô chú chị mình cũng quen rồi cuối năm thì à, rất là nhiều chủ đất người ta cần tiền bán để xử lý việc cuối năm anh chị đó thì cái lô đất em Điền chuẩn bị giới thiệu tới đây đó thì lô đất này rất là rẻ anh chị khoảng hơn 500 triệu thôi đó thì rất thích hợp cho cô chú chị nào mà có tài chính nhỏ muốn mua đầu tư hoặc là để đó đó lâu dài hoặc là làm nhà vườn rất là ok anh chị bất động sản này có một ngàn mét vuông là anh chị đó, cũng tương đối là rộng ha đó đây thì em đi sẽ giới thiệu sơ trước ha trước khi vào bất động sản mình thì đây cái mình từ cái đường 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 liên xã này ha. Đó. Thì đi vào đất mình khoảng là tám 800 mét thôi. Đó, đi đường này, đi ngã ba này vô ha, có ngã ba này nè. Mình rẽ vô. Đó thì cái hướng trước mặt mình đây là đi ra tỉnh lộ 329 cũng như là trung tâm xã Hòa Hội đó anh chị. Đi ra ngoài đó là gặp uh, uh, ngay cầu 3, cầu 3 xã Hòa Hội nha. Và ở đó thì có tất nhiên là có trường học, uh, ủy ban, uh, chợ đò này kia đó nằm ngoài đó ha còn hướng ngược lại đây thì mình đi ra biển Bình Châu hay là được gọi là suối nước nóng Bình Châu đó thuộc xã Bình Châu anh chị thì khoảng đâu đó là 12 cây 12 13 cây số anh chị ha bây giờ em Điền sẽ mời cô chú anh chị cùng em Điền đi vào bất động sản mà mình xem nha anh chị nhé trước khi vào bốn sẵn mình thì à, có khu dân cư nằm phía ngoài nha anh chị có dân cư ở xung quanh hết ha nói chung là đường mình thì à, ô tô đi thoải mái anh chị hả nay thì em đi đi ô tô mà là đi tới đất luôn ha đây nhà dân này, quanh này ở đây thì điện đài đầy đủ còn trong này thì ở cách tỉnh lộ hơi hơi được gọi là hơi xa nên là nước máy chưa có trong này ha này, điện đài thì ở đây điện sử dụng gia đình có và điện uh, ba pha cũng có chị Hay nhà dân nằm xung quanh hết ha à, bây giờ em đi à, à, chạy khoảng là hai chục mát nữa thôi là tới đất mình rồi đường mình đây ha Tại vì à, thực sự ra là đường này ít người đi nên là cỏ mọc nhiều anh chị. Đấy. Đường này ô tô đi thoải mái anh chị. Rồi em điền à, đã có mặt tới à, bất động sản mình rồi anh chị. Đó thì à, từ ngoài đường di chuyển vào đây thì khoảng là 700 mét anh chị ha. Đi à, đường đi xã đó mình đi vào đường này ha. Hồi nãy em đi đường hướng này ha. Đi vào khoảng 700 mét thôi là tới bất động sản mình rồi thì bất động sản mình có thể đứng từ đây mình nhìn thẳng ra ngoài kia là thấy đường được đường, đường liên xã luôn anh chị ha Mà do đám tràm này che nè là hồi trước nó đám tràm nhỏ xíu ha. à em nhìn ra là thấy ngoài uh, đường liên xã luôn thì uh, đường liên xã đó em nhắc lại một lần nữa đường liên xã đó thì tất nhiên là thông thương giữa các xã ha hòa hội bình châu à, bông trang bến Riền đó thông tới xã hòa hiệp luôn đó. nói chung là đó là một cái, cái ngã tư đó, mình có thể đi thông thương được tất cả các xã ha thì cái vị trí động sản mình mà di chuyển ra thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện ấy, thì khoảng là 12 cây số, 12 cây số. Và đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng là 17 18 cây. Đó, nhưng mà bất động sản mình gần biển nhất là gần biển Bình Châu anh chị thì khoảng đâu đó là 13 cây anh chị. Đó là mình đi biển Bình Châu đi đường liên xã anh chị ha. À, từ Sài Gòn mà có chú chị di chuyển về đây Thì khoảng là mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ anh chị ha Đi đường cao tốc về ha Thì bếp sản mình đây anh chị Ha à, ranh móc của mình thì rõ ràng hết ha Đây bếp sản mình thì Có diện tích ha Là hoa từ từ Bây giờ em Điền sẽ nói con đường đường trước ha Tất nhiên là đường của mình là đường nhà nước Đường Hiền Hữu rồi đó Rộng khoảng là 6 mét anh chị đó. ô tô nãy nhau thoải mái ha thì đây là anh chị này có thể thấy này ranh mình là tới đây này lại có nghĩa là cái đường này cái đường Hiền Hữu này sẽ tới đây lần chứ không phải là nằm ở ngay khúc này đâu nha đức đường mình sẽ tới đây lần đó nói chung là ô tô mình né nhau thoải mái anh chị ở xe em thì đậu một bên thôi còn một bên rất là rộng ô tô né nhau thoải mái ha đó à, đường này thì nói chung là dân ít đi đâm ra là cỏ nó mập nhiều anh chị ha đó. Rồi bây giờ em sẽ nói về bất sản này ha. Bất sản mình thì có là tổng diện tích là 1.000 m2 đó. Mặt tiền giáp theo bám theo mặt tiền đường là 36 m. Bên này thì sâu vào 17 m ha. Đó. Và bên cạnh kia thì sâu vào 36 m đó. Thì cái cạnh mình thì đây, ranh mình đây ha. Từ ranh này đổ lui có ba trụ ở đây có ba trụ 1 2 3 trụ mình là trụ phía ba thứ thứ ba phía sau ha đó là 17 m đó phía sau còn phía sau hậu mình thì rải rải trụ nằm phía sau hậu đều hết ha thì hậu mình thì nở hậu rồi à, khoảng là 40 m đó chị khoảng là hậu mình là khoảng 40 m và đường mình đường trước mặt mình đây nữa nha hoặc là đường liên xã đó, mình nói chung là mình đi uh, giao được với cái con đường uh, 991 anh chị đường 991 đó thì đang được mở rộng ha xe đang lưu đang đổi nhựa bên kia hả hồi nãy em đi có qua kia ha thì thấy xe đang lưu đang đổi nhựa đó thì nói chung là đường đó thì không không phải là mình nói trên miệng không nữa ha đường đó đã làm rồi hồi trước thì mình chỉ nói bằng miệng thôi là kêu ừ đường đó sắp mở này kia chỉ nói bằng miệng thôi nhưng mà bây giờ là thực tế luôn là là người người ta đang làm bên đó luôn ha ở đường đó thì mình thông thương qua tới tận thị xã phú mỹ anh chị đó thì xã phú mỹ thì thiên đường về công nghiệp rồi À, cảng cảng này kia đó đó là cảng quốc tế hay cảng cái mép này kia đó đó là thông qua đó chị ha à, thì nói chung là đường đó làm xong thì tất nhiên là à, cô chú chị mình di chuyển từ Sài Gòn sẽ thuận tiện hơn ở 991 mà mình sẽ thông từ đầu huyện tới cuối huyện luôn từ Phú Mỹ xuống tới tận Bình Châu đó đâm ra là bây giờ cô chú chị có thể về du lịch này kia nó ok hơn hoặc là về bất động sản này này kia nó ok hơn anh chị ha khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi đây là ranh mình thì nãy giờ em đi nói thì đi từ đầu kia tới đây thì từ đầu kia tới đây này đây em đi đã đứng chỗ này và ranh mình sẽ tới đây đó 36 mét thẳng lui cột bê tông đằng sau ha là 36 mét đó. xung quanh đây thì nhà dân ở hết trơn rồi chị đó trước mặt nè cái đường trước ông đi đường vô thì ở trước đường thì có dân cư thì cũng đã rải rác rồi đó. khu vực này thì dân cư chưa đông lắm anh chị ha cũng à, hơi thưa nhưng mà có dân ở anh chị à, cũng không phải là thuộc dạng là à, không có người ở Đó. dân cư xung quanh này một nhà này hai nhà ba nhà bốn nhà năm nhà ha nói chung là xung quanh bất động sản mình đã có những cái nhà ở sang sát rồi còn về cái vấn đề mà điện nước thì à, tất nhiên là điện à, gia đình có ha? điện hai v có điện ba pha có luôn ha đó mấy trụ điện ba pha nằm ngoài kìa đó. Ví dụ mà cô chú chị uh, mua bất sản này uh, về làm cái gì đó làm uh, sản xuất cái gì đó nho nhỏ thì mình có thể đặt ba pha nằm đây được rất là gần đó tại vì bất sản mình thì uh, cũng rất là rẻ anh chị chỉ hơn 500 triệu thôi thì em đi cũng báo giá cụ thể luôn ha Thì trước bất sản mình là gia chủ mình đã kẹt rồi người ta đã kêu là sáu trăm sáu nhưng mà thật sự là bây giờ thời điểm cuối năm nữa khó khăn nữa nên là gia chủ mình muốn giảm xuống nữa để mà bán nhanh cái sản phẩm này để mà lấy tiền về thâu tiền về để xử lý công việc cuối năm anh chị thì thường à, gia chủ mình à, kinh doanh mà anh chị nên là cuối năm à, hàng hóa này kia là người ta thể tức toán á chị nên là cũng cần tiền để xử lý à. đây thì em sẽ báo giá luôn ha bún sản mình thì à, gia chủ mình đang cần bán là rao lại giá là 589 triệu ha anh chị thì giá này thì chắc là à, chị anh, anh, chị mình có thể là thương lượng lọc lá thôi anh chị giá này cần bán nha Đó. thì à, vị trí này thì nằm ngay vị trí này thì cũng được gọi là ok rồi anh chị hơn 500 triệu mà ngàn mét vuông vị trí thì nằm gần các đường liên xã và đường liên à, liên các à, liên trong tỉnh mình nói chung là cái đường 991 đó thì thông thương từ đầu đầu tỉnh tới cuối tỉnh luôn anh chị ha đó à, thì xã Phú Mỹ xong xuống Bình Châu đó. nên là vị trí rất là cũng là ok rất là tiềm năng anh chị ha đó rồi cô à, có chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì à, à, cô chú chị có thể liên hệ em điện nha em đi sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế bất động sản này và thiện chí nữa thì mình em đi sẽ dẫn cô chú gì mình đi gặp chủ luôn để thương lượng trực tiếp đó rồi cảm ơn cô chú gì đã xem hết video của em đi nha và em đi cũng xin hẹn gặp lại cô chú chị những video clip sau của em đi xin chào và hẹn gặp lại ạ à.